Chào các bạn, hiện tại là mình thấy có một cái trò chơi khá là hút vị luôn. Một thẻ duy nhất 300k. Đây, siêu cấp gacha 300k một lượt chơi. Bỏ vô, cho nó xê vô phải. Cái đó góp cái tay bi ve này xuống. Mở ra, chữ A. A là hàng giữa hả chị? Chọn có gì chọn hả chị? Đúng rồi. What the? Con nào ăn? Quanh viên gì quá trời kìa. Trời ơi, con này biết gì không? Trông tách ghê mấy anh. Không. No. Ôi, ngon rồi, đúng rồi. Đây là một chính hiệu thì mình phải chơi con này các bạn.